Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thành phố đã triển khai tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 31,02%, vượt chỉ tiêu được giao. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công thành phố đạt trên 1 triệu hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 91%. Hà Nội cũng tiếp tục duy trì cổng dịch vụ công thành phố và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 dùng chung của thành phố, tiếp tục triển khai cung cấp cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên 1.680 thủ tục hành chính.